Sau 15 năm triển khai đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế từ trung ương đến địa phương, độ bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng nhanh và phát triển bền vững. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2008, toàn quốc mới chỉ có 39,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ đạt 46,1% dân số, thì đến năm 2023, toàn quốc đã có 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008. Hàng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 100.000 tỷ đồng. Năm 2023 có trên 174 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hệ thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tổ chức tốt từ trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đã tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm đến y tế cơ sở, tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.